Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì ở video này mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái nguyên nhân bị sám nền hoặc là phô nó bị mờ, nó bị xước là nó như thế nào. Tại đa số có một số rất là nhiều bạn hỏi về những cái vấn đề này. Tuy nhiên là mình có nhiều bạn comment hỏi mình nhưng mà mình không hiện tại bây giờ là mình rất là bận, không có thời gian để mà trả lời cho từng bạn. Thì các bạn cũng có nhiều bạn là hỏi xin số điện thoại của mình nhưng mà mình đang bận lắm, mình không có nhắn nhắn tin được cho tất cả các bạn, cho các bạn hết sức thông cảm. Và với những cái comment của các bạn đó, hôm nay mình muốn làm cái video này để các bạn có thể hình dung rõ hơn và các bạn có cái định hướng, các bạn có nhận định về những cái lỗi mà cái máy mình gây ra. Đây là một chút cái kinh nghiệm của mình nha, có thể là có nhiều bạn có những có cách, có thể là những cái trong cái cách của mình nói có thể nó sẽ chưa đúng lắm. Thì các bạn, nếu các bạn nào mà giỏi hơn thì các bạn hãy có thể là chia sẻ ở dưới phần bình luận để cho tất cả các bạn theo dõi được video này hoặc đọc được bình luận này thì các bạn có thể làm được. Đối với một máy, trước tiên là đối với một máy mà phô bình thường á, thì các bạn sẽ thấy là đây là cái bảng mình in test ra. Bảng in test ra thì nó rất là đều đúng không? Các bạn thấy rất là đều. Tuy nhiên, đối với cái bảng phô, đây là từ một cái máy in test ha, cái in test từ cái máy Savin 4025. Và đây là cái bảng phô cũng 4145 một 4025 này, 4025 hết nha các bạn. Đây là bảng test, đây là cái bảng mình phô mẫu. Các bạn thấy trên cái bảng phô này nó có một cái đường như thế này. Thấy cái đường như thế nào? Đây các bạn sẽ thấy một cái đường như thế này. Cái đó là cái, nếu mà các bạn phô ở tình trạng mà các bạn có thể thấy một đường này, đúng không? Thấy một đường này hoặc là hai đường, ba đường, thì khi mà các bạn chụp ra cái bảng phô đó thì các bạn nên nghĩ ngay tới là cái phần từ. Tại vì khi mà các bạn từ nó không có đều hoặc là từ nó chạy, nó bị lâu ngày nó bị cắn một, giống như một cái hạt sạn gì đó, nó cắn chỗ đó, nó đã động lại cái chỗ đó thì nó, cái từ nó sẽ không đều mà nó sẽ tạo ra một cái đường. Khi mà từ quay nó sẽ tạo ra một cái đường, tuy nhiên nó vẫn có mực, các bạn thấy, tuy nhiên nó vẫn có mực, tuy nhiên cái mực nó lại không được đều như chỗ này nè, là nó bị một cái vật cản, nó làm từ không có đều. Do đó khi mà các bạn chụp những cái bảng như thế này hoặc là nhiều đường này ha, sọc trắng nha, sọc trắng nhiều đường này, thì các bạn nên nghĩ ngay về từ. Mà nếu đối với là nếu mà các bạn ở chạy ở mức độ mà không có chạy hình ảnh, đây là cái thành phố hình ảnh. Còn đối với một số các bạn mà chạy chỉ test chữ thôi thì có thể, ví dụ như tại thầy phô test chữ thôi thì có thể ở những cái dòng chữ đó, nó sẽ không có dính tới cái đường từ mờ đó thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Ví dụ thế này, ví dụ giữa hai cái dòng này thì khi mà chạy thì cái từ mờ nó nằm đây nè, đúng không? Nó sẽ không có thấy, nó sẽ không bị mất chữ, mờ chữ. Thì đối với những cái trường hợp mà nhẹ như thế thì các bạn cũng có thể để các bạn chạy phục vụ cho công việc. Ví dụ các bạn đang phô đề chữ không thì các bạn chạy xong hết đi, rồi nếu mà phô đề mà có hình ảnh thì các bạn nên ray từ, nên tháo ra ray từ ha, thổi hết bụi hết sạn ở trong cái thước từ, trong cái trục từ, rồi các bạn bỏ vào, các bạn chỉnh cho nó từ nó đều là các bạn chụp ra các bạn thấy đẹp. Đó là cái nguyên nhân của cái bị xước này nha. Bạn nên chụp xước, xước cái mà có cái nền màu trắng như thế này nè. À, hoặc là cái bản in phô mà bị chữ nó bị xước một đường, ví dụ như trong cái dòng chữ này thì nó bị xước một cái đường ở chỗ chữ này nè, nó bị mờ, thì các bạn nghĩ ngay tới nguyên nhân đó là do cái từ ở trong cái cụm từ nó không có đều. À, có thể là do nó bị sạn, nó bị cắn, nó làm một cái đường nó không có đều từ. Hai, nếu mà các bạn chạy mà các bạn thấy là chỗ, ví dụ như chỗ đốm, ví dụ chỗ đậm, chỗ lợt, nhưng mà đậm, ví dụ như đậm nó làm theo dạng đốm đốm vệt vệt thì các bạn, thì cái đó cũng là từ, nhưng mà các bạn nghĩ suy nghĩ nhiều hơn là cái từ của mình nó bị đổ và nó sẽ không có đủ từ. Tức là khi mà không đủ từ, khi mà các bạn biết cái trục từ nó đánh thì nó sẽ không, nó không có đều được, nó không có cái dàn đều được từ lên, thì có thể là chỗ này nó có, thì nó chỗ này nó có từ thì nó cái trục từ nó mới hút từ lên được, còn cái chỗ không có từ thì nó không hút từ lên được, thì do đó là nó sẽ có những cái đốm, có những cái đốm
có những đốm trắng, đốm đồ. Thì các bạn khi mà các bạn chạy với những cái trường hợp đó thì các bạn nên nghĩ tới nè ha. Trường hợp này thì các bạn nghĩ là thiếu, là do cái sạn từ nè. Còn chữ đốm ha, ví dụ như đốm vệt có chỗ trắng chỗ có thì là do thiếu từ. Thì do đó là khi mà các bạn mở cái cụm từ ra thì các bạn nên kiểm tra lại ha. Các bạn đầu tiên là các bạn write từ, sau đó là các bạn dùng cái máy thổi bụi á, các bạn thổi hết tất cả cái sạn từ trong đó, các bạn kiểm tra lại coi thử những cái trục từ nó có cứng hay không ha. Nếu những cái phốt từ nó có cứng hay không, nếu cứng thì các bạn thay phốt từ. Tại khi các bạn tháo hộp từ ra thì các bạn luôn kiểm tra luôn những cái phần đó để mất công các bạn khỏi tháo. Rồi cái đó là cái xước nha. Còn các bạn chạy, có nhiều bạn hỏi là tại sao một cái chứng minh nó lại mờ ở phần, ví dụ ở phần hình thì nó mờ nhưng mà ở phần phía dưới á thì nó không mờ. Ví dụ cái chứng minh, ví dụ nha, đây là cái chứng minh, các bạn nói là cái chỗ hình này nè chạy nó mờ, thì tùy theo các bạn đánh giá cái chất lượng bản in nó như thế nào. Nó mờ là nó mờ một đường vậy, nó mờ có vệt đường ngăn cách rõ ràng hay là nó mờ từ từ. Nếu nó mờ từ 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 đây qua đây, nếu mà nó mờ từ từ qua đây thì có thể là do ngay chỗ cái phần từ đó nó bị thiếu, nó bị thiếu, nó không đủ từ thì nó sẽ không có đảm bảo mà mực nó hút mực lên được nhiều, nên do đó là nó sẽ bị mờ, nó sẽ bị mờ. Còn phần này nó đủ thì nó sẽ đủ mực và nó sẽ mờ dần, nó sẽ mờ dần. Thì các bạn nên kiểm tra lại cái phần cụm từ ha, phần cụm từ. Còn nếu mà các bạn nói là chạy mà giống như là nó mờ mà nó xước có đường ranh giới rõ ha, đường ranh giới mà rõ ràng á, thì các bạn hãy xem mở cái thước từ ra, à, xin lỗi, mở cái thước ở trên cái nắp mặt kính á, các bạn vệ sinh cái kính ha, các bạn vệ sinh cái kính. Thì các bạn mở mấy cái thước ra thì các bạn coi thử là ở dưới cái thước nó có một cái, ở dưới cái thước thước ngang á, nó có một cái nền trắng nè, nền trắng phía trong cái thước á. Thì các bạn coi thử trong cái thước đó nó có bị vết đen dơ hay không. Thì giống như có video trước là mình đã bị tình trạng đó, là mình đã có làm cái chia sẻ cho các bạn rồi. Thì do đó là các bạn coi thử xước hay không. Thứ hai nữa, khi các bạn mở ra thì các bạn nên vệ sinh mấy cái kính phản chiếu ở trong cái gương chụp luôn. Các bạn vệ sinh hết cái bộ phận gương chụp. Thì đó là mờ. Còn đối với trường hợp mà nó mờ đều nguyên tờ giấy, nó mờ ví dụ như các bạn chụp thế này, đây là cái văn bản mà nó mờ hết luôn, nó mờ đều luôn, nó không có chỗ nào mà đậm hết, nó mờ đều. Nguyên nhân thứ nhất có thể là do hết từ. Ha, do hết từ. Thì các bạn thấy là nhiều lúc á là khi mà từ nó lâu ngày nó đổ nhiều quá thì nó sẽ gây ra tình trạng là thiếu từ hoặc hết từ á, thì nó sẽ gây tình trạng là hết từ. Hết từ nó đâu có từ nào nó hút, nó không thể nào mà trục từ nó hút từ lên mà nó có bám mực nó được, thì nó sẽ bị trắng hết. Ha, cái đó là thứ từ. Cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là do rum, là do bộ phận rum. Rum của các bạn chạy lâu ngày quá tuổi thọ thì nó sẽ bị rum, nó bị yếu, thì có nguyên nhân của nó là sẽ mờ hết ha, nó không có đủ độ, nói chung nó không có còn khỏe mạnh để nó hút đủ mực qua bên rum nữa, lên cái bản chụp nữa. Do đó là nó sẽ bị thiếu hoặc rum nó bị yếu, thì do đó nó sẽ bị mờ đều hết nha, mờ đều hết. Còn một số bạn nói là bản chụp đầu tiên, cái mặt đầu tiên thì nó đậm, mặt thứ hai thì nó lợt. Thì đối với mặt thứ hai, đối với trường hợp này á, thì các bạn nên vệ sinh lại, coi thử cái gương mặt chụp hai á, ở trên cái nắp khay ADF, các bạn coi thử là nó có bị dơ hay không. Có nhiều lúc nào các bạn chạy chụp ADF á, thì nó bị dơ. Còn nếu mà các bạn mà chụp ở trên mặt kính mà mặt một đều, mặt một thì đẹp, mặt hai thì mờ, thì các bạn nên vệ sinh lại cái bộ beo nha. Nhiều lúc mấy cái trục cao áp từ trong nó beo nó bị dơ, bị đồ, nó cũng sẽ gây cái tình trạng, ảnh hưởng đến tình trạng đó. Đó là các bạn nên coi lại. À, rồi tiếp đến là khi mà các bạn chụp trên bản in mà nó có những lằn xước đen nha, bây giờ là những lằn xước màu đen, thì cái đó các bạn phải vệ sinh lại cái kính ở đây thì nó có hai kính. Một cái kính là cái kính thứ nhất là cái gương chụp ở trên nè, thứ hai một cái kính nhỏ ở trên cái gương chụp, ở phần kính nhỏ đó các bạn xem. Còn cái gương thứ hai đó là cái gương dưới nắp khay ADF mà các bạn bật ra rồi các bạn dùng cái khăn á, dùng cái cây que
các bạn dùng cái khăn mỏng, cái que mỏng, các bạn thấm cồn, các bạn lau, rồi các bạn soi đèn vào trong đó, các bạn lau xong các bạn kiểm tra coi thử nó còn vết bực hay không. Đối với những cái gương này đôi khi nhiều lúc nó cũng hơi khó chịu, nhiều lúc nó bị dính một chút bực thôi, mà các bạn lau không kỹ, các bạn quan sát không kỹ thì nó sẽ bị cái tình trạng đó. Cho đó là cái tình trạng mà chạy bị xước như thế này. Còn những cái chuyện mờ như cái kia thì nãy mình đã nói nguyên nhân rồi. Rồi bây giờ đến phía cái phần này, đôi khi một số bạn là mở ra vệ sinh xong, các bạn biết là khi mà gắn đâu lại cái chụp ra nó bị tình trạng thế này nè, các bạn thấy nó xám lờ không, nó bị xám lờ. Đối với cái rim của mình á, đôi khi là nó chạy đúng cái tuổi thọ thôi, hoặc là nếu mà các bạn đang chạy á, mà các bạn khi mà các bạn chạy nó đúng cái tuổi thọ rồi thì các bạn để vậy các bạn chạy theo sao, nhưng mà khi mà các bạn tháo ra thì nó giống như là nó bị tắt cái gì đó, thì nó sẽ gây tình trạng này, gọi là cái rim nó bị yếu hoặc là cái rim nó bị lỗi thì nó gây ra tình trạng này. Cái đó là nguyên nhân thứ nhất. Đối với nguyên nhân thứ hai là các bạn, nếu mà các bạn đang không có mở ra vệ sinh rim gì hết nhưng mà nó bị tình trạng này, thì các bạn nên coi lại cái chỗ trục cao áp, coi lưới cao áp ha. Các bạn coi thử là do lâu ngày cái mực nó bị đóng trên lưới cao áp nhiều quá, nó sẽ gây dơ cái trục cao áp và nó sẽ bị cái tình trạng này. Do đó là, hoặc là khi mà các bạn vệ sinh rồi các bạn gắn cái trục cao áp vô nó bị cấn ha, nó không có đúng khớp thì nó sẽ gây ra tình trạng này nè các bạn nha. Còn đối với một số bạn ấy, mà nói là chạy nó bị xám nền mặt hai, thì các bạn nên coi lại vệ sinh lại beo. Và khi mà nó bị xám nền, nó bị xám nền mặt hai thì đa số là nguyên nhân ở do cái bộ beo thì nhiều. Tại vì khi đó là cái trong cái bộ beo nó có cái bộ gạt, nó có một cái dao gạt beo nữa. Nếu mà cái dao gạt beo nó lâu ngày nó yếu thì nó sẽ gây tình trạng nó gạt không có sạch mực cho cái beo. Và khi mặt hai qua thì nó sẽ dính cái mực trên cái beo. Dính cái mực beo thì nó sẽ dính trên cái tờ giấy. Do đó là khi mà dính, các bạn cảm thấy dính ở mặt hai nhiều thì các bạn hãy kiểm tra lại cái bộ beo. Và các bạn vệ sinh cái bộ beo xong, các bạn nếu mà cái gạt lâu ngày rồi thì các bạn nên thay cái gạt. Thì mình nghĩ cái tình trạng này sẽ khắc phục được cho các bạn. Còn đối với cái tình trạng này thì các bạn nên, một là các bạn nếu mà rim bạch lâu rồi thì các bạn nên thay rim nha, lên thay rim. Còn nếu mà nó bị lưới cao áp, có thể bị đứt, hoặc là cái dây corona đó, trong đó có hai sợi dây đó mà nó dơ quá thì các bạn nên vệ sinh. Mà cái dây corona đó, nếu các bạn mà lâu ngày rồi mà các bạn vệ sinh thì các bạn cẩn thận, chứ không thôi nó bị đứt thì các bạn mua cái dây đó về các bạn nối thôi. Nó giống, các bạn chỉ cần các bạn quan sát kỹ là các bạn có thể nối được, cũng rất là dễ nối. Do đó là chưa có dịp để mình làm phiêu nối về cái dây corona này trong cái lưới cao áp, thì các bạn cứ quan sát ha. Nếu các bạn mình chưa có ra video kịp thì các bạn hãy quan sát, các bạn để đó các bạn quan sát, thì các bạn mở ra các bạn thấy nó cũng nối rất là dễ thôi, mình chỉ cần cột gút thôi cho nó căng là được. Đó là một số nguyên nhân mà xám nền với lại chạy mờ nền và xước nền. Thì các bạn khi mà các bạn chạy đọc cái bản in á, xin lỗi các bạn, còn ví dụ như rum mà ví dụ các bạn chạy ra, ví dụ ở đây thì nó một tờ trắng hết, cái bộ tờ trắng hết, nhưng mà ở đây nó vẫn nó, ở đây nè, lâu lâu nó có đốm xước, đốm đen, nhưng mà nó không có cố định, đốm đen nó không cố định, nó có thể chạy góc này, thì các bạn nghĩ ngay tới là cái tình trạng mà gạt yếu hoặc là rim bị mòn. Nếu mà rim bị mòn thì cái gạt ngay chỗ khúc đó nó cũng gạt không có được, nó không có sạch mực được, do đó nó sẽ còn dính mực và nó sẽ gây có một cái đốm sáng gì đó. Cái thứ hai nữa là các bạn nên kiểm tra lại trên cái mặt kính chụp của các bạn. Coi thử có bị đốm nào hay không. Nếu mà đốm trên kính chụp thì nó sẽ nằm ở một chỗ cố định. Còn đối với mà nó bị rung bị mò hoặc là gạt bị yếu thì đa số là nó sẽ không có cố định một chỗ, mà thường là nó bị hai mép giấy này. Các bạn ha. Đó là một số cái kinh nghiệm của mình mà mình đã trải qua, mình muốn chia sẻ video này. Thì các bạn khi mà các bạn chụp một cái bản chụp đó thì các bạn phải từ từ các bạn đánh giá được là nó nằm ở bộ phận nào, các bạn nguyên nhân nào, rồi các bạn từ từ các bạn xử lý. Đó là một chút cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là chắc sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn mới, bạn mới vào nghề, mình muốn chia sẻ video này. Nếu các bạn mà thấy video hay thì các bạn hãy đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical, và sẽ tạo được cái động lực rất là lớn để cho mình ra những cái video tiếp theo. Nếu các bạn nào mới qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh,
và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng video mới lên là các bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi những video mới của mình về chia sẻ về ngành nghề lĩnh vực in ấn vẫn như một số kinh nghiệm xử lý máy móc. Video của mình tới đây là kết thúc. Xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả, đắt khách và kiếm thật nhiều tiền. Bye bye các bạn.